Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình. Thì phải vừa rồi hai vợ chồng mình đi lấy hàng, thì trên đường về thì lúc đấy vợ mình lái xe, thì xe nó có báo là lốp lon. Thì cái này nó có một cái dở là khi mà xe bị lon hơi ấy, nó sẽ thông báo cụ thể với cả mấy góc số của xe này, nó thông báo cụ thể là lốp nào bị lon, mà nó chỉ báo hiện lên là lốp lon thôi. Đều báo đỏ là lốp lon. Thì hôm đấy thì thực ra thì mình cũng hơi chủ quan một chút, vì là mình cũng nghĩ là trong quá trình mình di chuyển đường dài ấy, thì cái hơi của lốp này nó xuống, và cái khoảng thời gian mình bơm lốp cũng cách đây hơn 3 tháng rồi, thì mình hơi chủ quan. Nhưng đến lúc mình về ấy, thì mình có kiểm tra, mình xem mình có kiểm tra, thì cũng không biết làm thế nào để kiểm tra được nhìn lốp nào lon cả, vì là nó xuống hơi không nhiều. Thì cũng nhân tiện đây quảng cáo với anh em một chút, là mình có sắm một cái máy bơm lốp cắm điện từ tàu của xe. Cái này là hàng Steelmate, mình mua của cụ Phan Anh ở trong hội nhóm nhé. Thì cái này có một cái hay là nó có cân, và mình đã thử bơm thử rồi, cũng khá là khỏe và nhanh. Thì mình làm thế nào để kiểm tra được cái độ cái áp suất của lốp nó có đảm bảo hay không ấy, thì đơn giản lắm. Mình chỉ việc lấy cái vòi này mình cắm vào cái vòi của lốp, thì là nó sẽ hiện lên, cái khi mà sẽ chạy lên thì mình nhìn, thì đến lúc đấy mình phát hiện ra cái lốp này bị lon. Thì mình nhìn xung quanh lốp thì không thấy có vết hở nào cả, mà chỉ thấy những cái viên sỏi ấy, thì mình cũng nghĩ là sỏi, nhưng mà cứ là mình mới lấy tay mình cậy cậy thì có một cục, thì hóa ra nó là cái sỉ hàn nó chọc vào, thì mình chủ quan quá, mình cậy nó luôn thì lốp sỉ hơi khá là nhanh, thế là lại phải vội vàng cầm cái sỉ hàn ấy ấn vào, thì lốp nó đỡ ấy, rồi phi ra gara để vá lốp. Thì trong quá trình vá lốp thì mình có nói chuyện với anh em bên kỹ thuật của gara ấy, thì hỏi ra, vì là lúc tháo lốp ra thì mình cứ tưởng cái cảm biến áp suất lốp của cái xe này này nó giống như kiểu là những cái cảm biến mà mình hay mua ngoài thị trường, rồi nó lắp trực tiếp lên xe ấy, là cảm biến áp suất lốp ngoài hoặc cảm biến áp suất lốp trong gì đấy. Thực ra nó lại không phải là cái cảm biến đấy, mà cái loại cảm biến này thì mình có tham khảo của mấy anh em kỹ thuật ở xưởng ấy, họ bảo là cái xe này này nó dùng cái cảm biến áp suất lốp, người ta hay gọi là loại gián tiếp, nó lắp lên cái phanh này này, một cái chỗ, cái chi tiết nào đấy họ cũng không chỉ rõ cho mình, mà mình cũng không hỏi rõ, có nghĩa là lắp lên cái phanh này này, cái đúng rồi, cái phanh này này, mà khi trong quá trình di chuyển ấy, thì nó sẽ đo cái vận tốc quay của cái bánh này đó, thì là nó có, nếu mà đi bình thường thì cả bốn bánh sẽ có cái vận tốc đồng đều như nhau, quay đều như nhau, nhưng nếu trường hợp mà có một lốp là đó xuống hơi thì lốp sẽ non, và cái bánh đấy, cái lốp đấy sẽ quay nhiều hơn, thì nó sẽ phát hiện ra được là cái lốp đấy bị non, thì nó chỉ thì cái ưu điểm của cái cảm biến áp suất lốp loại gián tiếp này là chi phí rẻ, nó ít hỏng hóc, lắp trực tiếp lên xe. Nhưng cái nhược điểm là nó mỗi một lần thông báo nhá, báo xong thì mình lấy lại thì mình lại phải reset này, mình phải có thao tác reset, và nó sẽ mất một khoảng thời gian để nó đo, nó phân tích, thì nó sẽ không báo được nhanh, mà nó sẽ phải mất một khoảng thời gian nó đo, nó phân tích để nó hiểu, thì nó sẽ cần một khoảng thời gian dài để nó phân tích ra. Thì cái này là đấy một trong những lý do vì sao xe Trung Quốc rẻ, thì nó dùng cái cảm biến này, nó không hiện lên số cân, mà nó chỉ là sự phân tích tính toán trong quá trình mình di chuyển thôi. Đấy cũng là một trong những cái lý do vì sao nó rẻ. Nhưng mà đợt trước mình có mua cái cảm biến áp suất lốp trong ấy, thì mình về mình hiểu nhầm, mình cứ tưởng nó lắp vào trong cái van này này, thì mình cứ hiểu nhầm là như thế, thì mình bán đi, mình không dùng,
mà ấy thì đến sau quá trình mình nhớ thì chắc là đợt tới này mình sẽ mua một cái cảm biến áp suất nốt nắp vào đây, nắp vào đây để lên xe thì theo dõi được nó cụ thể hơn là lúc nào lon lúc nào không lon thì sẽ chủ động hơn. Còn tiếp theo đây thì mình sẽ lôi vợ mình ra hành. Thật ra thì cái này thì mình cũng thử rồi, thử làm rồi thì chị em phụ nữ cũng làm được, đó là trong quá trình di chuyển nếu chẳng may một lốp mà bị hết hơi mà nó xuống nhanh quá, mình bơm hơi mình không di chuyển được mà nó sẽ xẹp xuống luôn, thì trong trường hợp đấy mà phụ nữ tự làm tự ấy thì có thể thay được lốp không đấy. Thì bây giờ là sẽ vợ mình bây giờ sẽ là diễn viên chính, còn mình sẽ là đang quay phim đấy, anh em theo dõi nha. Rồi bây giờ sẽ là vợ em đấy, thì em mở cốp ra. Lấy đồ nghề trên xe. Không. Đấy, trên xe thì sẽ có bộ kích này, bộ cảnh báo này. Okay, đấy. Ok. Cái đấy là vặn ốc. Yeah. Cái đấy thì không cần lấy đâu. Rồi, trước tiên nhá. Trước tiên này em lấy cái đây, em lấy cái này. Lấy cái này, đây. Đấy. Em hạ lốp dự phòng xuống. Đây. Đây. Đây móc ở đấy. Đây xong dùng cái này. Đây, dùng cái này. Đặt vào đây đấy. Quay nhá. Đó, em quay đi. Đó. Cố lên. Rồi đó, thôi được rồi, vặn thế thôi. Thì cái trường hợp lốp dự phòng này thì nó sẽ rơi xuống thì là mình không muốn hạ nó xuống bởi vì là lúc nắp lên nó hơi khó khăn. Thì nếu mà trường hợp là mình cần thay thế thì là nó sẽ rụng xuống, thì đến lúc đấy mình mới ấy thôi nhá. Thì bây giờ chỉ là thao tác cái làm sao mà đấy thì đâu. Tiếp theo là em tháo cái đấy ra, em dựng để cảnh báo. Đó, trên xe nó có sẵn nhá. Cái này có một cái lợi là nhiều xe thì anh em mình phải mua, nhưng cái này thì nó có sẵn trên xe rồi. Em gạt cái đấy ra. Đó. Đấy. Đó là trường hợp cảnh báo. Ok chưa? Rồi tiếp theo ra đây. Sờ vào cái sắt xi nhá. Ờ, sờ vào sắt xi. Cái gầm, khung gầm của xe ấy. Đấy. Đấy. Cái chỗ nào mà là nhựa thì không được đặt vào. Đấy, không đặt vào hệ dẫn động cầu mà đặt vào sắt xi. Đấy, cái đấy để ở dưới. Em quay tay ở bên ngoài trước cho nó lên cao dễ hơn. Đó. Cái này nấu phết đấy. Được được rồi đấy, tầm tầm đấy. Nhớ nha, nhớ phải đặt vào cái sắt xi. Chưa? Chỉnh cái đấy nó thẳng ra nha, không đến lúc nó trượt. Đó. Rồi tiếp theo. Chặt chưa? Rồi được rồi, dừng đã. Em dùng cái ấy này, cái vặn ốc này. Đây, đây đánh quay. Đây. Đây nhá, các bạn phải gá vào đây nhá, cái gầm của xe này, sắt này thì nó mới được, chứ nếu mà gá vào cái hệ thống dẫn động này thì cái lốp nó sẽ hạ xuống mà cái này không đủ chiều cao để nâng lên, hoặc vào cái nhựa này là hỏng nó vứt đi này. Đấy. Rồi tiếp theo em lấy cái này, em lấy cái này. Đấy, lấy cái đấy. Nhích ốc của lốp ra trước mấy vòng. Đó. Trèo lên. Trèo dẫm lên. Bám vào cái lóc của xe kia. Đấy.
đấy, trèo lên đấy, đấy bám vào lóc xong nhún đấy, đấy đúng rồi, được rồi. Ô, ốc đối diện, ốc đối diện, ừ đấy, như thế đó, lại trèo lên, lại trèo lên thì nó khỏe hơn, nhún thế, đạp đi, lại lấy chân đạp, tay không ấy được, không cần trèo cũng được, nó không vặn được như thế đấy. Rồi tiếp ốc tiếp theo đấy, cứ thế lại trèo. Đấy, rồi ok, tiếp. Không dùng tay, dùng tay em không đủ sức đâu. Lấy chân đạp. Được chưa? Đó, rồi những ốc kia. Còn ốc nào không? Thử xem còn ốc nào. Đã bảo không dùng tay. Cho hạ thấp xuống, chọc vào đùi. Đấy, đạp. Cố lên. Tiếp. Cố. Đừng cả cái mũi chân, chỉ dùng gót chân thôi thì nó sẽ có lực hơn. Đấy. Thì em để lại cái tay công nó lên cao một chút. Thôi lại nhấc ra thế, bạn tiếp. Rồi dùng tay được rồi, không phải dùng ấy nữa. Đấy được rồi, nhích thế được rồi, bây giờ bạn cái kích cao lên để cho lốp rồi ấy. Nó được nhấc hẳn lên. Nắp được. Thế đúng rồi, dùng cái kia nắp này. Đấy, các bạn nhìn nhá, đây là cái này nó sinh ra đây này. Đấy, là để hỗ trợ những lúc như này. Đó. Không. Vã mồ hôi rồi. Tiếp đi các bạn đi, bây giờ cái nốt nó nhấc hẳn lên cơ thì mới được. Đấy, các bạn có thấy không? Nếu mà mình đặt sai cái kích nhá thì nó sẽ không nhấc được cái nốt lên đâu. Đấy, kích phải gặn chưa? Nên rồi, nhưng em vặn lên một tí nữa đi. Nên tí nữa thì nó nhấc cái nốt vào dễ hơn. Sắp rồi. Đây các bạn nhìn này. Đấy, lốp nó nhấc hẳn lên rồi này. Đấy. Đây. Được chưa? Được rồi. Đó. Lấy tay vặn ốc ra, bây giờ vặn hết ốc ra. Đó. Mở qua bên nào? Ở bên này. Ừ, mở ra bên nào. Vặn hết ốc ra. Ừ, vặn hết ra. Thế ra một tí nữa khó gì thì gọi cứu hộ lo tí. Tháo cũng tháo đối diện nhá, lúc nắp vào cũng thế, đối diện. Chuyên nghiệp chưa? Khá là chuyên nghiệp. Đó. Thật ra thao tác cái này nếu mà làm quen nhanh thì chỉ rơi vào khoảng 10 phút thôi, bởi vì là từ lễ đoạn vừa lấy mình chém gió là mất 5 phút rồi, mà bây giờ mới có 8 phút. Thì nếu mà làm quen nhanh tay thì chị em phụ nữ thì cũng chỉ tầm 15 phút là thay được cái lốp thôi. Thật ra những cái giai đoạn này dễ, với chị em phụ nữ thì nó chỉ khó cái lúc mà nhấc quả lốp ra này. Nhấc lúc vậy. Ok bây giờ nha, em dùng sức em ấn cái nốt bên trên, ấn vào đấy, rồi ok đấy, đây rồi, hai tay đấy, rồi nhấc ra đó, nhấc tí nữa, nhấc cả bên trên nữa, cố lên. Cái này anh không giúp được, bởi vì là đây là trường hợp chỉ có một mình thôi. Nhấc bên trên, bên dưới được rồi, nhấc bên trên đó, thấy chưa, hạ xuống đấy, anh em thấy không đó, với sức của chị em phụ nữ như vợ mình đây có thể tháo ra.
Bây giờ thì chỉ việc vần cái nốt này ra chỗ khác và hạ cái lốp dự phòng thì nó rơi xuống rồi thì lại nôi nó ra. Đó, với sức phụ nữ. Rồi nắp vào thôi. Đấy, bây giờ lại nắp vào, coi như cái đây là cái lốp dự phòng. Em lại đặt nó vào. Đó. Nhấc nó lên nữa. Ừ. Thì em dích đây nha. Anh em cứ xoay cái nốt một tí này, xoay một tí này, xoay một tí này thì nó tự vào, nhấc là sẽ nặng. Đấy, xoay như thế. Đấy, đúng rồi. Đấy, xoay như thế. Bây giờ chỉ việc căn làm sao cho nó vừa khít cái nỗ ốc là được. Xoay tiếp đi, xoay sát vào. Xoay nữa. Đó. Chưa? Cố lên, cái đoạn này là cần phải có tí con trai nó hơn là nó có cái kỹ thuật. Nó có cái... Cứ sát vào nữa đi, em cái chân nốt em phải sát vào. Em nhấc lên xong em lấy chân em đá vào. Đấy, đúng rồi. Tiếp, đá vào tí nữa. Đấy, thì là cái đoạn này là nặng nhất thôi. Thấy chưa? Căn chỉnh chưa? Chuẩn chưa? Cố lên. Thật ra thì cái lúc lắp vào này thì cái lốp dự phòng nó sẽ bé hơn một chút thì sẽ nhàn hơn. Nhưng thôi, coi như là nó như nhau đi. Đấy. Xem là phụ nữ có lắp được không? Không lắp được thì chồng cứu. Lúc đấy thì đây là trường hợp mình tự làm, còn không thì có thể là nhờ người khác. Không biết nhấc lên được ý. Không biết nhấc lên à? Đợi tí, để em mềm mọt. Em sẽ làm được. Dừng lại đi. Dừng lại. Không, quay thật tế làm sao phải dừng lại. Đây, đây em bảo ra đây quay anh chỉ cho cách lắp vào. Anh chỉ cho thì lần sau biết làm. Nhưng mà đây. Để em lắp nhá. Ừ. Đấy, việc gì tách bẩn tí. Đây. Đâu? Đấy nha. Anh cũng không lắp vào vạc để em cười nhá. Đây nha. Đây này. Thì cái chân vào đây nhá. Này, nhấc lên. Đấy, đưa nó vào như này. Thì cái nốt ở bên dưới này nó sâu rồi không? Lúc đấy nhá, em chỉ việc. Đây nha, cho tay vào như này. Đấy này chưa đó rồi kìa. Ý. Cái đồ con gà. Đó, hình như cái này nó gục xuống rồi. Đây nó gục xuống rồi. Gục xuống á? Ừ. Thì lại phải kích cái này lên. Lên à? Ừ. Nó bị gục xuống. Thì lẫy mình làm chưa đủ cao. Ôi đây làm tiếp. Từ từ để xem nó đã đỉnh chưa thì phải làm tiếp. Tiếp phải lên cao tí nữa hả? Đây nhá, cái này lấy đồ bốn tí như này này. Đấy. À vào được rồi à? Thế bỏ ra đi. Bỏ ra đi. Hả? Bỏ ra đi. Ừ thì đây anh hướng dẫn nhá. Lúc nhấc ấy thì là mình này, con gái kể cả con trai cũng thế, thì mình lấy cái đầu gối này mình tì, mình nhấc nó lên rồi mình tì. Đấy, mình nhấc nó ra. Đấy, lúc nhấc lên này tì. Ui nhưng mà nó nặng đúng không? Ừ, quan trọng là nó nặng. Nặng thì mình phải dùng cả sức của chân. Đấy, rồi quay nhá. Từ từ nhấc ra đã. Nhấc ra đi. Phần anh hỗ trợ là mất mấy phút. Rồi, lòng lòng ra. Được, để đây. Ok. Đó. Xem sức mạnh của ta đây. Cho đầu gối vào. Nó xa rồi, nhìn căn chuẩn chưa, đặt chuẩn cái ốc ấy, thẳng cái nỗ ấy. Thẳng cái lỗ chưa? Thẳng rồi. Rồi, cho đầu gối vào. Không nhấc được lên. Quá nặng so với mình. Cố lên. Không lên được. Không lên được. Em dùng hai tay nhanh đặt vào đây này. Đó. Đặt như này. Đặt như này à? Đấy, thấy chưa, lên mà. Đấy. Ngồi xuống. Thử đi, cố lên. Sắp đúng rồi đấy. Được chưa? Được chưa? Đấy, gái được vào rồi đấy. Gái được vào rồi. Đấy, lấy cái chân đá vào. Đấy. Đẹp mất. Tưởng mất rồi. Sao? Thực hiện nhanh này này. Đây, ra đây. Nhưng mà em không ngồi xuống thì em không biết nó lên. Em đặt cái tay vào đây nhá. Đặt cái tay như này. Đặt vào đùi. Đấy. Đấy.
quỵ cái chân xuống đấy, đúng rồi. Cho tay lên đây, cho tay lên đây, thấy lực yếu quá, tay kia đặt lên đây đấy. Ừ, hai tay vào hai đùi, cố. Cái này từ từ đây. Cố lên. Sắp được rồi đấy. Chỉ cần hai ốc trên vào được thì em sẽ đá được ốc dưới mà. Được rồi đấy, được rồi đấy. Bây giờ chỉ cần đá ốc dưới, đạp lấy chân đạp cái dưới vào là được đấy. Lấy chân đạp đó, được rồi đó, cơ bản chưa có ấy thôi. Rồi ok, thế bây giờ chỉ vặn ốc vào thôi. Thế clip mình làm đến đây thôi nhá. Cái đoạn này vặn ốc vào thì nó cũng chỉ ngược so với kia, rồi nhả cái kích kia rồi cất đi thôi, thu dọn thôi, thì nó cũng không có gì. Thì quá trình lắp tháo ra thì ốc ngược, làm ngược lại quá trình tháo ra thôi, lắp vào thì làm ngược quá trình tháo ra đó. Em vặn tạm như thế, xong em vặn các ốc kia vào đã, chứ đừng vặn hết cỡ đó. Lâu quá không hả? Ờ, cũng không lâu, có ít mới hai mấy phút thôi, trừ thời gian mình chém gió đi. Đây là chưa có ấy gì mà, cũng mới có 15 phút thực hiện, thì chỉ tầm 15 phút thôi. Làm chéo phải nắp thế nó mới cân, lúc vặn vào thế khi nào mà lực thì từng con một phải là đối diện nhau thì nó mới cân cái vành, không nó lệch. Và lưu ý với mọi người nhé, mình làm cái này thì mình sẽ không đúng, không thể đúng bằng kỹ thuật, bằng ra xưởng với các thứ ấy, thì trong trường hợp khẩn cấp hoặc là bí bách thì mình mới phải làm thôi. Còn khi mà làm rồi đi được đến xưởng hoặc gara ấy thì sẽ nhờ bên xưởng hoặc bên gara đấy, họ có cái tay đòn mà có cái lực, có cái lực siết ấy, họ sẽ chỉnh lại, họ siết đúng cái lực của cái ốc ấy cho mình nhé. Trên ốc này mình xem này, nó có cái hiện cái đấy không? Đây này, cái này là cái thông số trên ốc này này. Không biết anh em có nhìn rõ không? Cái thông số này này, thì theo mình tìm hiểu ấy là nó một phần là kích thước năm sản xuất, rồi nó hiện lên cả cái lực, cái cân siết của cái ốc này nhá. Nên là ở gara họ sẽ có những cái tay đòn này này, tay cái vặn ốc này này, nó có cái đo lực siết luôn. Thì ra đấy để họ siết lại cho chuẩn con ốc nhá, chứ mình không để nắp xong rồi cứ nghĩ là được đâu, thì là chỉ để chạy tạm thôi chứ đừng chủ quan. Thì về tốt nhất đem lên gara họ siết lại cho đó. Đó, clip thì đây, vợ mình chị em phụ nữ cũng vẫn làm được, không nhất thiết là phải ấy. Đây là vợ hơi chặt vào đúng không? Ừ, vặn hơi chặt thôi chứ không hết cỡ. Lại làm như vừa lấy ngược lại, hơi chặt lại để xong em hạ kích xuống, xong em mới bắt đầu em siết chặt con cái này. Hạ kích xuống đúng không? Ừ, bây giờ hạ kích xuống. Bạn ngược lại. Đó rồi. Đó, xuống rồi đấy, bắt đầu lốp chạm đất rồi. Hả? Để chạm này. Ừ, chạm màn này đấy. Rồi, rồi em khóa cũng được, hoặc em tháo hẳn kích ra cũng được mà. Tháo hẳn kích ra rồi xiết được. Rồi tí cái đấy tháo xong. Đấy, đúng rồi, như thế. Đấy, hết rồi. Nhấp kích ra. Xiết thì nằm ngược lại, đấy, xiết đi. Theo chiều kim đồng hồ là đóng vào đấy. Đứng lên, khom người đứng lên, dùng hai tay ấn hoặc chân đạp được. Ừ đấy, như thế đấy. Đối diện chưa chắc, đối diện cứ làm đều lực.
không ai như thế, sao đủ lực ấn xuống sẽ lực nó khỏe hơn. Tiếp. Tiếp. Leo lên. Rồi đấy, đặt thông neo lên. Đặt cho cái tay nó ngang ngang hoặc hơi chéo lên một chút thôi chứ đừng chéo quá đi mất rồi. Rồi, chéo lên. Tắm. Đó. Rồi ok, đấy, thế là căng rồi. Xong lại đối diện, cứ ốc như thế thao tác lần lượt. Đó. Rồi, như ốc kia. Cái này nhỉ? Ừ. Cao quá. Đấy, như thế. Rồi, căng rồi. Đấy, chị em phụ nữ nhớ là khi mà đi xe ấy thì lên để một đôi giày thể thao ở trên xe nhá, để những cái trường hợp như này còn làm được, chứ nếu mà giày cao gót mà đứng mà đu như này thì chắc là gãy gót đấy, không đu được đâu. Đó thì okay, bây giờ thì cũng chỉ là thao tác thu dọn đồ đạc thôi. Thì clip mình thực hiện thì đến đây thôi. Thì anh em nếu cảm thấy hữu ích có thể đem clip cho vợ xem, phòng trường hợp mà vợ lái xe một mình thì đấy, chị em phụ nữ như vợ mình đấy cũng thay được. Thì nhớ là trên xe thì nên để một đôi dép, đôi dép hoặc đôi giày thể thao như vợ mình đang đi đây thì làm nó sẽ dễ hơn. Còn giày cao gót thì sẽ rất là khổ, mà đến lúc đấy thì nó sẽ đau chân đau tay không làm được đâu. Để khi làm thì chịu khó, đừng có sợ bẩn hay như nào đấy, bởi vì là xe đến lúc đấy mà mình ở chỗ đồng không mông quạnh hoặc là không có người trợ giúp ấy thì mình bắt buộc mình phải làm thì sẽ làm được thôi. Đấy, phụ nữ thì đều làm được cả, nó đơn giản. Trên xe thì đồ dùng theo xe, đây là mình dùng tất cả phụ kiện là theo xe nhá, chứ không sắm sửa ngoài không ấy gì. Nếu mà có điều kiện thì mua những cái đồ như con đội điện rồi vặn ốc điện thì nó sẽ nhàn hơn rất nhiều, nó sẽ không phải như này. Nhưng đây là dùng đồ phụ kiện theo xe hết, hoàn toàn theo xe, mà phụ nữ cũng làm được thì chỉ đây để rơi vào khoảng 20 phút, chính xác là 20 phút là làm xong. Còn đâu nếu mà khỏe khoắn nhanh nhẹn hơn hoặc là ăn đòn nhiều, cái này dính đòn nhiều thì thao tác sẽ nhanh nhẹn hơn. Đó thì clip mình thực hiện đến đây thôi. Anh em nếu cảm thấy hữu ích thì có thể cho mình xin một like, một subscribe nhé. Xin chào anh em, hẹn anh em ở các clip sau.